thôi, cũng phải giấy này khó dùng nhỉ. Đâu thế nào? Chuẩn đấy, úp. Nhanh khách về mất đấy. Chuẩn. Anh đeo khẩu trang vào anh ơi. Đây là dạ vâng, nãy công an đi qua phạt anh kia gần 2 triệu. À, bỏ ra mới tắt được chứ. Úi dồi ôi. Nhưng mà phạt cũng sót lắm. Rồi. Mình phá trình à? Anh là hôm nay ông này là cũng phá luôn đấy anh ạ. À, ông này phá trình à? Ông ấy, vậy là anh sẽ nhớ mãi trong lòng bạn này đấy. Mày cứ cho anh như tròn như bi được. Nói chung là cứ thoải mái đi, anh này anh cũng thoải mái rồi. Phải run. Anh thoải mái lắm, anh không phải run đâu. Làm sao mà phải run? Đi tán gái có run đâu mà sợ. Được rồi, sư phụ đứng chỉ cho đỡ run. Đây, sư phụ đứng đây rồi thì làm sao mà run được nữa. Để khẩu trang phải hơi khó luôn. Không vì gì anh kéo xuống được mà. Đấy, bây giờ kiểu của tóc của anh này ấy là cắt xung quanh lên như vậy, xong rồi trên này mình bo tròn vào. Trên này cắt ngắn đi chút thôi chứ đừng cắt trên này ngắn giống như dưới này. Đúng không anh? Đúng rồi. Đúng rồi, xin mời đứng kéo. Đó, chéo đây. Trắng chân lên trên được tỉa luôn. Chéo đi, kéo tay xuống, đẩy lên. Đẩy thẳng tay lên. Rồi, đẩy gái đi thế nào? Cứ đẩy đi, đúng rồi. Nói chung ấy là luôn luôn đẩy một nửa đầu như này. Phần trên này thì kê lược. Ok nhá. Đẩy từ dưới lên. Đẩy dài tay lên. Đẩy một phát dài lên, một đường thẳng đầu dài lên. Đẩy ngửa lên. Đẩy ngửa tay lên. Đẩy thẳng. Ngửa tay lên như này, ngửa tay chữ C ra, đúng rồi. Đẩy thẳng lên. Đúng rồi, đẩy thẳng tay nữa lên, nữa lên. Đúng rồi, nữa lên, dài lên. Chuẩn, dài lên. Thật tay vào, dài lên. Đấy. Cắt. Không phải run. Thả lá rồi cắt. Đi tán gái thì không run đâu, nhưng mà đầu cua thì nó không hỏng được. Đầu cua thì không hỏng được. Mà anh em đứng đây thì không bao giờ sợ, cứ thoải mái lên. Tiếp tục. Đúng rồi. Nhẹ thôi, nhẹ nhàng, tình cảm. Rất nhẹ nhàng, tình cảm như đang cắt tóc cho người yêu ấy. Đó. Đúng rồi. Dài tay lên, từ dưới lên trên, dài lên. Đấy. Thế này, còn lại thì kê lược. Thử nhẹ thôi, rất nhẹ nhàng, tình cảm. Nhẹ nhàng, tình cảm thôi. Nhẹ nhàng tình cảm. Em ơi.
chơi chứ. Em cắt tóc dài bao giờ chưa? Cắt tóc dài mỗi lần. Có run không? À? Em không nhớ lúc mình như thế nào. Không nhớ nó có run không? Rồi, ok đấy. Rồi, bây giờ cây lược. Lấy mồm thổi á. Từ mai lấy bàn chải đánh sạch nhá. Thổi như vậy thì Covid cô vùng. Mở lưỡi xuống. Mở hết lưỡi xuống. Mở hết lưỡi xuống. Đấy, ok, ok đi. Đúng rồi. Rồi, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Kê dài, cái thân này, cái đuôi này dài lên như này này. Đấy, nghiêng lên như này, kê. Rồi. Chuẩn, lần lượt, cứ từ từ thôi, đặt chuẩn với kê. Rồi. Chuẩn, từ từ thôi, bình tĩnh. Tiếp tục cái đang ngon lành đây. Đấy, tiếp tục. Tiếp tục, chuẩn đấy. Chuẩn. Đỡ run hơn chưa? Vẫn run đấy. Vẫn run à? Run đến là chuyện của run. Chuẩn đấy. Kê đỉnh phết đi chứ. Rồi, kê tiếp tục kê lại từ cái đoạn chỗ này, tức là cái vũ mình đẩy đây thì ngay đây nó có cái khớp. Mình kê từ đây lên. Ok, kê từ. Đúng rồi, chuẩn đấy, kéo cái tay xuống, lùa vào. Chuẩn. Rồi, ok, chuẩn luôn. Cho khách hơi cúi đầu xuống một chút. Đấy. Rồi, cứ bình tĩnh nha. Chuẩn đấy. Tay cầm được lại. Rồi, đấy. Cầm như vậy thì chuẩn. Ok, từ dưới này lên. Khớp nó nằm ở đây, chưa? Chuẩn đấy. Ok, phết đi. Được của nó. Bảo cháu đeo khẩu trang vào cho an toàn. Đấy, kê đều gớm ấy chứ. Cứ chuyên nghiệp đi đúng không? Đấy. Phải được làm thì mới... Ok. Tí nhà hàng ở đâu thì cho anh này địa chỉ nhá. Hôm nay phá trình. Mời anh đến ăn free luôn nhá. Đây mà này, anh ngồi cho mày làm thực tập về free đấy. Đấy, ông này nhà hàng to lắm anh ạ. À. Nhà hàng ở đâu Tài? Có địa chỉ? 141 Phú Diễn. 141 Phú Diễn. Nhà hàng về cái gì? Bia. Bia à? Về. Anh là làm về món gì anh nhỉ? Anh làm nội thất. À, nội thất à? Thế thì hôm nào anh kéo đội nhà anh ra đấy thì nhớ nhá. Được, nhớ anh này, anh cứ bảo là anh cho mày cắt phá trinh đấy. À, phá trinh anh nghề đấy. À đấy, là kiểu gì cũng phải giảm giá rất là cao. Đấy, đều vậy gì nữa. Tiếp tục, đấy, cứ vậy thôi, tình hình đã được chưa? Về tập lại cầm lược nữa, là đẹp. Đấy, chuẩn đấy. Cứ vậy lên.
Nếu mà anh cao, mình cao quá thì mình dạng chân đây. Dạng chân đây, đứng dạng chân ta. Dạng chân đây, hơi trùng trùng xuống. Vậy, chân ơi, đấy. Đấy. Đây anh chỉ này. Đây ví dụ như này đúng không? Cái gờ nó đây đúng không? Mình chảy vào này. Đấy. Cắt luôn. Chuẩn luôn. Tiếp tục rồi. Đấy, tiếp tục. Cho ông tự kê đi chứ tôi kê cho ông cắt vậy thì nhàn quá. Thế còn gì học nữa? Thế còn gì nào học nữa? Rồi, bình tĩnh. Sư phụ quê ở đâu? Em quê ở Nam Định. Anh biết, biết nghe giọng đồng hương của anh. À, anh cũng Nam Định à? Anh Giao Thủy. Ấy, ấy. Anh ơi. Ừ. Anh chỗ nào Giao Thủy đấy? Xã nào? Em do là xã Giao Lạc. Giao Thiện đấy. Xóm bao nhiêu Giao Lạc? Em ở xóm 16. Xóm 10. Giao Thiện anh ở gần nhà thờ Sa Nam không? Anh Lục Thủy. À Lục Thủy à? Lục Thủy anh biết. Anh biết vợ Giao Lạc. Em vợ Giao Lạc là với 90. Xóm đấy hai người anh nhà thờ. Anh nhà thờ. Em lấy vợ anh nhà thờ. Con nào? Con bố tử à? Tử không, ở đây nhiều người tin tưởng lắm. Không, từ chó là từ khác rồi, từ đấy cũng nổi tiếng từ chó ấy. Lúc phí em là tử, trong chi ngày, ngày Đức. À này, lấy đầu sao, lấy đầu phía này cần thường hơn. Làm tóc. Sư phụ em là anh Đăng ấy. Biết rồi. Đấy. À, nhài Việt. Nhài Việt chuẩn luôn. Nhài Việt, nhài Việt. Đấy, sư phụ Việt, em đấy. Nhài Việt cách nhà anh 4 nhà. Úi dồi ôi. Quá Đăng, gần. Đăng là Giáo An. Chuẩn luôn. Nhà bên công giáo, Đăng bên tôn giáo bạn. Thế hôm nay lại gặp anh ở đây thế này, có duyên đấy nhỉ. Nghe thế đầu giờ anh nói mà rằng phải chắc chỉ Nam Định. Vâng, Nam Định không lạc đi đâu được không anh? Đấy nha, em nhớ nha. Anh này ở Giao Thủy cùng gần nhà anh. Cho em cắt. Bữa nay mà không với dẫn về quán bia thì không ra cái gì. Đấy, làm anh... sao mà mời anh về quán bia đi. Anh ngồi đây cho mẹ thực tập thế này. Được chưa, ngon lành chưa? Em thấy như này được chưa? Cũng được rồi nhỉ? Vậy là giờ kháo căn à? Hay là câu cắt gì nữa không? Không giờ... Cắt trắng đây. Cắt, cắt trắng tiếp à? Bình tĩnh là sư phụ chỉ cho. Ok, nói chung là về cơ bản là hôm nay làm quen đến đây thôi. Cho ông kia đã ông xử cho nhanh. Rồi em ra rảnh. Tiệm em ở đâu? Giải quyết đấy. Em gần đây. Tí xin chụp anh một kiểu. Cho anh địa chỉ lúc nào đến thì mời anh uống bia. Chú Diễn bạn anh nó bán cơm ở ngay chỗ đường tàu ấy. Nhà ông này gần đấy đây. Bạn bán cơm ngay đường tàu thế nữa đấy. Em cắt đúng như cái kiểu tóc vừa nãy nhá. Vâng vâng. Nhớ chưa? Đường tàu phía trong ấy. Đến từ đây từ Hồ Tùng Mậu vào là qua đường tàu. Qua đường tàu quán cơm đầu tiên bên tay trái luôn. Như ở mặt đường đúng không? Đúng rồi, mặt đường Phú Diễn. Vậy lúc nào anh về quê Tết xuống chú nhà chị thì anh em mình em sinh năm bao nhiêu? Anh nhớ đến em thì anh gọi em nha và okay. Nhà em chơi. Tí anh xong lấy số. Em tên nhá. Là Tường. Rồi. 16 là ngoài ủy ban này em hay chỗ nào? 16 là nó ở giữa giữa anh ạ, gần nhà thờ giáo phòng. Giáo phòng à? Em ở giáo phòng à? Em ở giáo phòng. À, giáo phòng anh cũng biết mấy người. Vâng. Chị nhà anh tên gì nhỉ? Huế. Huế à? À. Con nhà ông bố nào ạ? Con bố Đâm ở trên Đại Đồng. À rồi đấy, tí em về em hỏi nhà em phát biết luôn mà. À. Gặp đồng hương đây. Em thấy không? Người Giao Thủy nhiệt tình không? À. À, nhiệt tình thế như này. Đấy bây giờ nhìn anh này cắt nhá. Xong rồi lần sau gặp những kiểu tóc như này thì nhớ. À, nhìn anh này cắt nhá. Nhớ xem là mình cắt xong mình phải làm gì nữa. Để chung là trời ơi, cắt như anh như này được không? Đâu ạ? Anh cái kiểu như này trước anh cắt. Bên trên không phải là cua đâu mà bên trên là tỉa. Đâu đâu anh.
Anh rất thích cái kiểu này mà. Đấy. Nhi trai như này, anh muốn cắt nhi trai như này. Đấy. Em đang bảo bạn này cắt cho anh như vậy đấy. Đây này em. Vâng. Đây là anh à? Giả cua đấy, ở đây anh đấy. Lúc này sao nhìn béo đấy anh? Lúc này ta chắc đang béo. Béo nhỉ? Đấy nha, cắt đúng như vậy nha em nhá. Giả cua nhá. Nói chung là cắt trắng xung quanh này, kê lược lên, ok. Ok, bên trên là kê lược thôi. Trường đông thợ nào vậy đó? Dạ, nhà em thợ thì cửa hàng em có 6-7 thợ ạ. À. Học viên đấy chứ đúng không? Còn đây là anh em học viên. À. Vâng. Các mấy thợ là tiệm to gì đó? Dạ, tiệm em cũng bình thường thôi anh ạ. À. Có vẻ thợ là tiệm to rồi. Em có cơ sở ở ngã ba Hồng Thuận đấy. À. Anh mà đi qua cái chỗ mà cái cầu chuẩn bị ghé vào Giao Thanh ấy, mà thấy cửa hàng tên là Tường thì anh... Đấy là quán em đấy. Cầu Đa Khoa đấy á? Gần không, nó ở ngay chỗ... Bên đất Hồng Thuận. Đúng rồi, đất Hồng Thuận. Chuẩn bị sang cầu Giao Thanh. Thế là đấy à? Cái nhà... tạp hóa Miến Tang đấy gì? Sát luôn. À. Cạnh luôn. Mày biết các... Tôi tưởng đấy tiệm cắt tóc của Hùng Hương chứ nhỉ? Không. Biết Hùng Hương không? Em không biết. Hùng Hương nó có tiệm cắt tóc đấy mà. Sát đấy là cửa hàng bọn em à? À. Đúng là tiệm xe máy đấy đúng không? Vâng. Lâu rồi anh có về quê không? Mới đây được tháng, anh nghỉ dịch mấy tháng, mới đây được tháng. À. Nhiều việc không anh? Ờ, việc dịch nó tồn động lại giờ đang nhiều. Vâng. Đấy, cắt trắng lên tí là ok rồi. Vậy thì nhà vợ em ngay cạnh chỗ nhà vợ anh mà. Ừ. Xóm 3 thì ngay đấy mà anh. À, xóm 3 rồi. Xóm 3 là bên kia cầu. Đấy. Cách nhà con sông là xóm 20, bên này là xóm 3, bên này là xóm 20 mà. Dạ vâng. Xóm 3 gần cầu Tang gì nữa, gần cầu Tang hay là cầu ngoài. Dạ. Ở xóm 3 là em gần cầu nào? Em gần chỗ cái trạm điện to to ấy. À. Ngay cuối dòng có cái cầu đấy. À, rồi. Cho nhanh qua, qua 6 này. Vâng. Nhìn nhá. Nhìn chưa? Bo vào. Đó, sau tí trên này là qua và tỉa qua qua đấy cho nó trẻ trung. Cái cơ sở Hồng Thuận thì ai quản lý? À, em của em. À. Em gửi anh. À, anh gửi anh cái thẻ VIP. Gửi anh cái thẻ VIP 6 lần cắt miễn phí. À. Anh cứ tới địa chỉ ở trên đây. À, sẽ có người phục vụ anh. À, còn công chất hay đấy. Vâng, anh nhá. Khi đến thì anh cứ theo cái địa chỉ này anh đến này. 6 ô này đấy. Bảo, anh cứ bảo tao là anh của thằng Tường. Rồi rồi, ok, cảm ơn đấy, em. Nó đưa tao cái thẻ này. Anh nói luôn anh ở Giao Thiện, văn anh em biết luôn, đúng đồng hương luôn. Đây là cơ sở của em đây đúng không? Vâng. Mà không chết rồi, ok, anh biết rồi. Cảm ơn em nhá. Cảm ơn anh, vâng. Ok. Gặp đồng hương cũng khác nha. Yeah. Không, bây giờ mình cứ gặp ai yêu quý mà có nhu cầu là mình tặng thôi. Rồi. Tặng hết. Ok, xin phép mọi người mình tắt video nhá. Mình xin phép mọi người mình tắt video để mình kiểm tra những anh em còn lại. Nha mọi người nhá. Okay.